Khi chúng ta nói là Phật lực Lăng Nghiêm có thể hỗ trợ để giải quyết rất nhiều vấn đề trong ta, thì chúng ta phải trì tụng như thế nào, trì tụng Lăng Nghiêm như thế nào, cái trì tụng như thế nào mới có kết quả. Thứ nhất là chúng ta xác định được mình muốn kết quả gì, vấn đề gì ra kết quả gì, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trì với cái tâm gì nè, chúng ta cần trì với cái tâm tha thiết, tâm cầu cứu, tâm chân thành, tâm tin tưởng vào Phật lực Lăng Nghiêm tuyệt đối, vào các ngài và Phật lực Lăng Nghiêm tuyệt đối đó, có nghĩa là các ngài hộ pháp trong Phật lực Lăng Nghiêm, chư Phật chư Bồ Tát hỗ trợ để Phật lực Lăng Nghiêm này giúp ta có kết quả trong những lời nguyện của ta. Và như cái tâm mà gọi là giống như là mình sắp bị đọa rồi đó các vị, cái tâm mà con sắp chết rồi đó, cái tâm mà chỉ còn một thời này là thời duy nhất là có thể cứu được con, cái tâm mạnh mẽ, cái tâm mãnh liệt cầu cứu Phật lực Lăng Nghiêm để cứu con ngay lập tức, ngay lập tức, ngay lập tức. Thì khi câu hỏi là khi ta có cái tâm này thì ta có trì hôn trầm được không, ta có ngồi ngủ gà ngủ gật được không, hay là ta dùng hết năng lực, hết sức, hết gọi là lớn nhất có thể, bung ra hết có thể để chi, vì ta đang đang cầu cứu các ngài. Và ngay bây giờ nếu nếu cái thời công phu này không có kết quả thì con sẽ có thể bị đọa ngay lập tức hay là như thế nào đó. Thì khi chúng ta mà gọi là với cái tâm tha thiết, tâm cầu cứu, thì có phải là ta trì được với hết công năng, hết lực và lớn nhất có thể, tha thiết nhất có thể để mới tạo ra kết quả không các vị? Vì sao mà chúng ta ngủ gà ngủ gật? Vì sao vô thời là chúng ta thiền ra khơi như thế này? Tại vì chúng ta chưa thật sự muốn cái lời nguyện của mình có kết quả, có hiệu nghiệm, và chưa thật sự tin tưởng ở Phật lực Lăng Nghiêm, chưa thật sự tin tưởng ở các ngài có thể hỗ trợ chúng ta. Cho nên ta mới ị ạch và trì cái kiểu mà ngủ gà ngủ gật và ngồi đây để điểm danh. Cho nên tại sao có người tu có kết quả và có người tu chưa có kết quả là ở chỗ này nè các vị. Sự hành trì của chúng ta là một, và cái tâm chúng ta như thế nào đối với cái sự hành trì này, và chúng ta có thật sự muốn Phật lực Lăng Nghiêm cho ta có kết quả như ta mong muốn hay không, có thật sự muốn Phật lực Lăng Nghiêm phá tan tất cả những vô minh tâm tối trong ta hay không, có thật sự muốn Phật lực Lăng Nghiêm đánh tan cái hôn trầm của ta hay không, có thật sự muốn Phật lực Lăng Nghiêm đánh tan cái tham sân si hỉ nộ ái ố trong ta hay không, các phiền não trong ta hay không. Nếu chúng ta chưa thật sự muốn đủ thì Phật lực Lăng Nghiêm sẽ chưa có kết quả cho chúng ta đâu các vị. Cho nên câu hỏi là khi chúng ta nguyện rồi đó, chúng ta hành trì với cái tâm gì thì nó mới ra được kết quả như mong muốn. Một cái thí dụ các vị trì giống như là vẫn nói, thí dụ các vị lạc mất cha mình mẹ mình một thời gian, bị đi lạc lâu lắm rồi, và bây giờ các vị khổ quá, không có cơm ăn, không có nhà ở, lang thang đầu đường xó chợ, và bây giờ các vị nhớ cha nhớ mẹ quá, thì các vị làm sao? Khóc bù lo, cha ơi mẹ ơi, cha mẹ ở đâu, con muốn được về nhà, con muốn được về nhà, cha ơi mẹ ơi, với một cái tâm rất là tha thiết đúng không ạ? Con đang lạc, con đang khổ, con đang đói quá, cha ơi mẹ ơi, con cha mẹ đang ở đâu, con muốn được về nhà, và con muốn được về nhà, và con muốn được về nhà, với một cái tâm tha thiết và tha thiết và tha thiết như thế, thì gọi là cha mẹ của mình với mình có một cái truyền giao cắt cảm đúng không ạ? Nó
có một cái kết nối truyền giao các cảm như thế nào đó. Thì cũng vậy, khi các vị có cái tâm như thế này, cái tâm con muốn được về nhà ngay lập tức, con muốn được về nhà, con muốn được gọi là phá tan cái vô minh, cái khổ trong con, con muốn được cái gì đó, thì ta cần phải trì tụng như thế nào, ta cần phải tha thiết như thế nào, ta cần phải bỏ hết tâm quyết 100% như thế nào để ta mới có kết quả thật sự như lời ta mong muốn. A Di Đà Phật.